VNPT Technology vừa cho ra mắt sản phẩm Mesh Wi-Fi thế hệ mới iGate EW12ST là kết tinh những ưu điểm nổi bật của hai thế hệ trước, với hiệu năng được nâng cấp vượt trội hơn. Vẫn giữ những tính năng nổi bật của công nghệ Mesh, bộ thiết bị mang lại hệ thống Wi-Fi đồng nhất trong phạm vi lên đến 600m², đồng thời ứng dụng công nghệ roaming cho phép thiết bị tự động thay đổi giữa các mạng không dây mà không gián đoạn kết nối. iGate EW12ST hoạt động đồng thời trên hai băng tần 2.4 và 5 GHz. Tốc độ truyền tải không dây có thể đạt tới 1.200 Mbps. Sản phẩm mới này cũng cải thiện đáng kể quy trình lắp đặt. Chỉ với một nút bấm, thiết bị cáp có thể quét toàn bộ thiết bị MRE xung quanh và thiết lập mạng Mesh chỉ sau 2 phút. Bên cạnh đó, với những thay đổi về thiết kế, hệ thống Mesh Wi-Fi này có thể triển khai linh hoạt hơn với mọi địa hình, để bàn hay treo tường, treo trần, cùng với giải đèn LED mang tính thẩm mỹ cao. Một bộ sản phẩm bao gồm một thiết bị Mesh EW12ST đi kèm các phụ kiện, một cáp nguồn, một cáp LAN Ethernet và một tài liệu hướng dẫn sử dụng nhanh. Chúng ta cùng đến với hướng dẫn thiết lập mạng Mesh. Bước 1. Các thiết bị ở trạng thái xuất xưởng. Bật nguồn tất cả các thiết bị, đặt gần nhau trong khoảng cách 2m, đợi đến khi đèn LED chính giữa sáng đứng xanh. Bước 2. Chọn một thiết bị làm cáp, kết nối cổng WAN của cáp với cổng LAN của router để cấp dịch vụ Internet cho cáp, đợi đến khi đèn LED xung quanh thiết bị sáng đứng xanh. Bước 3. Trên cáp, bấm nút WPS dưới mặt đáy của thiết bị, đợi đèn LED trên tất cả các thiết bị nháy xanh. Bước 4. Chờ đến khi đèn LED trên các thiết bị sáng đứng xanh, mạng Mesh đã được thiết lập thành công. Chú ý, trong trường hợp đèn LED cạnh bên các thiết bị không đứng xanh, thì mạng Mesh đã tạo không thành công. Bấm giữ nút WPS trên tất cả các thiết bị cho đến khi đèn LED nháy đỏ, thì nhả ra để reset factory và thực hiện lại từ bước 1. Để thêm các thiết bị khác vào mạng Mesh, thực hiện thao tác bấm nút WPS dưới đáy thiết bị cáp. Bước 5. Kết nối đến Wi-Fi của mạng Mesh để sử dụng dịch vụ. Tên và mật khẩu của Wi-Fi in trên tem tại mặt đáy của thiết bị. Để kiểm tra thiết lập, chúng ta sử dụng điện thoại, laptop kết nối Wi-Fi của mạng Mesh vừa tạo, mở trình duyệt web, truy cập địa chỉ 192.168.88.1. Trên giao diện web guide, đi tới mục Home để kiểm tra thiết lập mạng Mesh. Mạng Mesh sẽ bao gồm thiết bị cáp màu xanh dương, thiết bị MRE màu xanh lá. Số lượng thiết bị hiển thị sẽ đúng với số lượng thiết bị triển khai thực tế. Tiếp theo, chúng ta đến với hướng dẫn thiết lập mạng Mesh với ONT Dual Band của VNPT. Bước 1. Truy cập vào ONT qua địa chỉ 192.168.1.1. Khuyến nghị sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Sau đó, truy cập Interface Setup vào mục Wireless Mesh và chọn Enable tại các tính năng Active và Loop Avoidance. Sau đó, thực hiện các bước thiết lập như cài đặt thông thường. Chú ý, sau khi kết nối cổng WAN, thiết bị cáp tới cổng LAN ONT, chờ khoảng 2 phút để đồng bộ cấu hình. Sau khi tạo mạng Mesh thành công, tên Wi-Fi sẽ trùng với tên Wi-Fi 5 GHz của ONT. Lúc này, có thể rút dây LAN ở thiết bị cáp để thiết bị kết nối với ONT qua Wi-Fi. Để kiểm tra thiết lập mạng Mesh, tại giao diện Wireless Mesh của ONT, chọn Open Mesh Cap để đi tới giao diện mạng Mesh. Trên topology mạng Mesh sẽ bao gồm thiết bị ONT màu cam, thiết bị cáp màu xanh dương, thiết bị MRE màu xanh lá. Số lượng thiết bị hiển thị sẽ đúng với số lượng thiết bị triển khai thực tế. Vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu cách thiết lập mạng Mesh qua thiết bị Mesh Wi-Fi thế hệ mới iGate EW12ST của VNPT Technology. Chúc các bạn thao tác thành công và trải nghiệm kết nối chạm đỉnh.